Vào hôm thứ Sáu, các nhà lãnh đạo khối Liên Âu vừa họp nhằm tìm một lập trường chung đối với Tổng thống Donald Trump do có nhiều lo ngại về những khẩu hiệu tranh cử của ông trở thành chính sách và có nguy cơ gây thêm chi rẽ liên minh này. Tại cuộc họp thượng đỉnh vào đảo Mata, một số nhà lãnh đạo nêu lên các điểm khác biệt chính giữa EU với Tổng thống Trump về di trú và tiền nạn từ những quốc gia hồi giáo. Đây là một trong những điều có thể tạo khó khăn cho mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Tổng thống Pháp là ông François Hollande nói rằng việc Tổng thống Mỹ tạo áp lực đối với EU qua các sắc lệnh là điều không thể chấp nhận. Chủ tịch Hội đồng Liên Âu là ông Donald Tusk nhắc lại một số phát biểu không thuận lợi của Tổng thống Trump về họ. Ông Holland cho hay, nhiều quốc gia sẽ nhận ra rằng tương lai của họ chính là với EU, chứ không phải là với quan hệ song phương với nước Mỹ. Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel nói, chúng ta càng khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ chừng nào về vai trò của chúng ta trên thế giới, thì chúng ta lại càng dễ dàng hơn trong các điều hành mối quan hệ xuyên đại Tây Dương. Âu Châu ngày nay vẫn chưa tìm ra cách làm sao để hiểu về ông Trump dù rằng ông từng gọi điện thoại cho ông Holland và Tusk cũng như đón tiếp Thủ tướng Anh Theresa May ở Washington DC.